Dàn sát tới sẽ có skin mới, con trai cưng mới của Nico Mobile. Và đây là một số hé lộ từ trang phục skin mới từ tổng thời gian nha anh em. Thì chắc chắn đây là trang phục SS rồi anh em ạ. Còn về trang phục Tanjiro rất nhiều người mong chờ. Thì rất mong sau này gà đán sẽ cố gắng hợp tác với Tanjiro từ bộ truyện anime nổi tiếng từ Nhật Bản. Cũng rất mong là nó sẽ về sớm với dự định. Rồi, sau đây mình sẽ review một số skin, kỹ năng và chiêu thức của tổng mới gian cho anh em nào chưa xem nhá. Ok, nếu thấy hay cho mình xin một like và xem đăng ký kênh nhá. Subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.